Miệt thứ truyền tin. Ngày 24 tháng 7, báo chí đã đưa tin một người đàn ông đi bộ ròng rã 16 ngày để về quê. Anh đã bật khóc khi nhận được hơn 7 triệu đồng từ những tấm lòng hảo tâm. Video đã được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi, gây xúc động mạnh trên mạng xã hội với hơn 1,6 triệu người được xem. Và nhân vật chính là một người con của Miệt Thứ, anh Trần Văn Khánh sinh năm 1987, quê ở thị trấn Thứ 11, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Theo những thông tin Miệt Thứ đã cập nhật được, anh Khánh đến thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk để làm thuê trong một vườn rẫy. Do bị tai nạn hơn 2 tháng trước nên anh không thể làm việc và chỉ nằm dưỡng bệnh trong rẫy. Gần đây anh muốn về nhà chị gái ở thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, nhưng do không có tiền nên anh đã quyết định đi bộ. Anh đi bộ ròng rã 16 ngày, đi đường ai cho ăn gì thì ăn đấy, ngủ vật vã ở nhà dân ven đường. Đến ngày 24 tháng 7, khi anh đến thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk Lắk, thì người dân đã thăm hỏi và được biết hoàn cảnh khó khăn của anh. Một nhóm Facebook có tên là Đắk Lắk 24 giờ đã kêu gọi sự giúp đỡ và quyên góp được hơn 7 triệu đồng giúp anh có tiền lộ phí đi đường, đồng thời giúp anh lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 để có thể đến Bình Phước. Và đến chiều ngày 25 tháng 7 thì anh Khánh đã được lực lượng chức năng giúp bắt xe về nhà chị gái ở thành phố Đồng Xoài, Bình Phước. Và Miệt Thứ thứ 11 xin được chia sẻ sâu sắc đến hoàn cảnh khó khăn của anh Khánh. Xin được chúc anh và gia đình có thật nhiều sức khỏe, sớm ổn định cuộc sống và bình an trong mùa đại dịch Covid-19. Trân trọng. Miệt Thứ thứ 11 cũng xin gửi lời chân thành đến nhóm Facebook có tên là Đắk Lắk 24 giờ và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ anh Khánh khắc phục khó khăn kịp thời.